Còn tại tỉnh Kiên Giang, sáng ngày 3 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Khởi sinh năm 1995, ngụ thị trấn thứ 11, huyện An Minh với hành vi giết người. Đau lòng thay, nạn nhân không ai khác chính là đứa con riêng 3 tuổi của vợ hờ của Khởi. Vụ việc này đã gây chấn động dư luận trên địa bàn huyện An Minh trong suốt thời gian qua. Trần Văn Khởi và Nguyễn Thị Hà sinh năm 1998 bắt đầu sống chung với nhau như vợ chồng từ tháng 8 năm 2021 tại thị trấn thứ 11 huyện An Minh. Hà có ba người con riêng, trong đó có bé Lê Thị Thùy Vân sinh năm 2018 sống chung với Hà và Khởi. Trong thời gian sống chung, bé Vân thường tiểu tiện trong quần nên làm cho Khởi rất bực bội. Nhiều lần khởi đã hành hạ, đánh đập, tra tấn bé Vân bằng những cách hết sức giả man như thời trung cổ như dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng, hay dùng kìm nhổ răng của bé khiến trên người bé đầy thương tích. Đỉnh điểm là vào lúc 6 giờ sáng ngày 18 tháng 11 năm 2021, Vân lại tiếp tục tiểu tiện trong quần nên khởi lại đánh đập làm bé Vân bị thương nặng dẫn đến tử vong. Sau khi bé Vân có biểu hiện bất thường, Khởi và Hà đã đưa bé đến trung tâm y tế huyện An Minh, thì bác sĩ nhận định bé đã tử vong. Quá hoảng sợ, Khởi và Hà mang Vân về chôn tại ấp Ngã Bác, xã Đông Hương B, huyện An Minh, sau đó Khởi bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận định cái chết của bé Lê Thị Thùy Vân có nhiều điểm khả nghi, trên người bé có rất nhiều thương tích, nên Trung tâm Y tế huyện An Minh đã trình báo công an huyện tiến hành báo lên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh để điều tra và khám nghiệm tử thi. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định khởi là đối tượng gây ra cái chết của bé Vân nên tiến hành truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 ngày, công an đã bắt giữ Trần Văn Khởi khi y đang lẫn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá.